mình giới thiệu với các bạn cái cơ sở đánh sơ dừa nha các bạn. Mình quay ít phút cái phóng sự cái cơ sở đánh sơ dừa từ vỏ dừa các bạn, để chia sẻ các bạn trải nghiệm. Cái cơ sở này nằm ở Vĩnh Hậu, ở chỗ làng chổi chạy lên chút xíu đó các bạn. Vỏ dừa này thu ở mấy cái nhà dừa, người ta lột dừa ra rồi còn cái vỏ đó các bạn. Thu mua về cơ sở rồi đánh ra lấy cái sơi. Cái sơi dừa nãy nghe hỏi ông chủ nói là xuất khẩu các bạn. Mình nghĩ là đang đồ thiếu thủ công mỹ nghệ, đang thảm trà chân là mình thấy làm đó, nhưng mà ở nước mình số lượng ít thôi các bạn. Mày đánh ra sơ là xong, ép cục xuất khẩu hết. Khẩu nó qua Trung Quốc hay đâu á. Rồi lật luôn. Sao anh không nhõng đổ rồi lật luôn. Chơi lật luôn các bạn, khỏi làm vững đổ gì chứ. Mấy bên này là thu mua vỏ dừa từ nhà vườn trở về các bạn. Tấn tính hay là tính chục anh? Tính tấn à? Tính kilo à? Với mấy cài lấy là chế được không? Sới chỉ ừ. Có sới chỉ đó hả? Ờ à, vậy tôi tính luôn cho mấy cài cài đất chứ. Nãy thấy thằng lưỡi tưởng một cây sới đất mùa này đi ủi vỏ dừa. Mấy cài các bạn cái, để sới sơ dừa các bạn. Dừa này nó ra hai phần các bạn, nó ra bụi dừa với sơ dừa. Chút nữa mình quay mình chia sẻ các bạn thêm trải nghiệm.
vườn làm thân của gốc cây đồng các bạn. Cái sơ dừa nè các bạn, trong cái máy nãy mình quay các bạn thấy đó, nó ra hai phần, mình có quay hơi chi tiết chút xíu đấy. Một bên là bộ dừa, một bộ dừa vô bao đó các bạn, mấy anh em vô bao lên xe đó, đó là bộ dừa. Còn phía bên đây là nó ra sơ dừa nó chạy qua đây, có cái máy cài đẩy ở đây nè. Cái sơ dừa này còn phải phơi nắng các bạn, phải phơi nắng nay. Cái sân này là phơi bộ dừa này, của sơ dừa nè. Bây giờ phải phơi nắng xong rồi mới ép thành cục các bạn. Thành từ cục mình có quay cái cục sơ dừa nữa các bạn thấy đó. Và để xuất đi nước ngoài, nó xuất qua Trung Quốc. Phúc chia sẻ cái cơ sở đánh sơ dừa. Đánh sơ dừa nó ra hai phần bộ dừa với sơ dừa. Các bạn xem trải nghiệm. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.